Hôm nay là 28 Tết rồi. 28 Tết rồi. Anh em những người có tiền vẫn chưa tha mình đây. Những phục vụ những người có tiền khổ lắm. Mình nghỉ thì nếu không làm thì còn mình cứ đi làm thì mới để cháu bảo làm nhá. Phục vụ những người cháu em bây giờ là Tết rồi, không làm nữa hết ngày này thôi. Rồi, phục vụ những người có tiền hơi mệt đấy. Ông chủ đây. Còn đi làm như lại Tết xong. Chắc là phải chiều 30 mới được nghỉ thôi. Còn làm thì cứ